Kính thưa quý vị bà con cô bác xa gần, bác sĩ Vĩnh Chánh, một ngòi bút quen thuộc, với văn phong giản dị chất phác, bài viết sẽ đưa độc giả trở về với những kỷ niệm tình yêu thuở ban đầu, những an bình háo hức, ngày đón xuân, những hy sinh của người miền Nam, cố gắng chống lại sự hung tàn của Cộng sản, những đau khổ tột cùng của Huế Tết Mậu Thân 1968. Ông cố tri tân, nhớ lại để không quên tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam và nuôi dưỡng niềm tin có ngày đất nước chúng ta sớm được tự do dân chủ. Tôi xin gửi đến quý vị bà con cô bác xa gần bài viết của tác giả Vĩnh Chánh, bài viết mang tên Mùa Xuân, Tình Yêu và Chiến Tranh. Thành thật cảm ơn bác sĩ Vĩnh Chánh. Sáng mùng 1 Tết, Tết Nguyên Đán, gia đình các bác, các cô chú và gia đình mang tôi đồng tụ lại nhà ông bà nội. Một truyền thống của đại gia đình qua bao nhiêu năm, kể từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ. Nghe kể lại, ông nội dậy sớm nhất bước ra khỏi nhà, tự đạp đất nhà mình trước khi tất cả con cháu đến chúc Tết. Gia đình nào đến trước sẽ vào thăm bàn hoa quả bánh mứt của bà nội ở nhà chính hoặc đứng ngoài sân chờ đợi, chuyện trò rộn ràng với nhau, trong khi những đứa con nít cùng trang lứa tranh nhau chạy chơi trong sân vườn rộng lớn. Khi mọi gia đình có mặt đầy đủ, tất cả đồng kéo qua tập trung trước căn nhà riêng của ông nội, nằm chéo góc bên cạnh nhà lớn. Khi ông bà nội đồng an vị vào hai chiếc ghế dựa lớn để ngay ở cửa chính được mở rộng, mặt mày rạng rỡ trong áo gấm đỏ, lễ mừng tuổi bắt đầu bằng tràng pháo nổ tưng bừng từ dây pháo dài treo trên cây. Riêng tôi bắt đầu ngất ngây với tiếng pháo nổ chát tai, xác pháo đỏ văng tung tóe và mùi thuốc súng. Trong không khí trang nghiêm của ngày đầu xuân, bác của tôi bao giờ cũng là người đầu tiên mở đầu cho buổi lễ. Khúm núm đứng trước ông bà nội xướng to những lời chúc mừng, trước khi cả hai vợ chồng cùng quỳ trên chiếu vái lại thân sinh. Tôi vẫn còn nhớ rõ bác tôi kêu ông bà nội bằng thầy mà. Sao bác là đến phiên các chú các cô, bao gồm luôn cả rể và dâu, trong đó có măng tôi cùng tiến đến quỳ lại thầy mà. Bây giờ ông nội mới từ tốn ban lời mừng tân xuân cho từng con, cũng theo thứ tự từ con trai trưởng cho tới cô út. Sau thế hệ con đến thế hệ cháu, với mỗi gia đình theo thứ tự, lần lượt bước vào chiếu hoa. Thông thường người con lớn nhất hiện diện tại chỗ, đứng giới thiệu tên từng đứa em trong gia đình mình với ông bà nội trước khi tất cả đều quỳ lại mừng tuổi ông bà. Ông nội thường hay hỏi từng đứa cháu về chuyện học hành, gia cảnh, nếu đã lập gia đình, trước khi nói lời chúc đầu năm. Có những năm tất cả các cháu được cho đứng sát với nhau và đồng quỳ lại chúc mừng ông bà nội một lần. Sau khi một cháu lớn nhất đại diện mở đầu lời mừng Tết ông bà nội. Kế thế hệ cháu là đến thế hệ chắc, cùng quỳ lại chung một lúc trong khi chắc lớn tuổi nhất trong đám nói lời cầu chúc ông bà cũ. Với sự nhắc lời trợ giúp của bậc cha mẹ bên ngoài, trong những cái Tết trước khi ông nội tôi mất vào năm 1962, ông bà nội tôi đã có trên cả chục rứa chích. Xong lễ mừng, tuổi ông bà nội, các người con cùng dâu rể, bước đến gần trò chuyện thân mật hơn, rót trà rượu, đưa mời thầy mạ của mình. Đó là lúc tôi thoáng thấy các phong bì đỏ được đưa vào tay ông nội và cả bà nội. Sau đó, bà nội mới thụng thỉnh mời tất cả mọi người vào nhà lớn, thưởng thức các món Tết. Tôi nhìn thấy đủ loại mứt, từ mứt hồng sen, mứt thơm, mứt dừa, mứt gừng, mứt mãng cầu, mứt kim quật, mứt khoai, mứt củ sen, đậu phộng ngào, hột dưa, cho đến các món mặn như nem, chả heo, chả bò, chả thủ, tré, thịt quay, gà nấu đậu, vịt nấu măng khô, cải xanh nấu với giò heo, xôi lạp xưởng và tôm khô, xôi gấc, rồi bánh tét, dưa món,
bánh tét chiên, củ hành dặm, nước mắm, củ kiệu, bánh chưng, bánh su xê, bánh thuẫn, bánh bột nếp, bánh hột sen và đậu xanh, cái tròn, cái vuông, trong gói giấy kiến nhiều màu sặc sỡ. Bao nhiêu món ngon vật lạ dọn bày trên mấy cái bàn khiến tôi nhìn vào thấy no mắt và no luôn cả bụng. Vì mãi ham rượt đổi nhau bên ngoài, bao nhiêu hương vị ngọt ngào hiếm quý và cổ truyền có một cái Tết âm lịch do chính tay bà nội làm cùng các người con trong gia đình đem đến từ ngày hôm trước. Khi lớn hơn và ở xa hơn, tôi cũng đã từng đạp xe đạp đem đồ Tết của nhà mình đến biếu ông bà nội. Buổi ăn chấm dứt, đại gia đình xúm xích lập sòng chơi đổ tam hường, chơi bài cách tê, bài xì lát, tứ sắc, bài xịp, tiếng la hét của người hên bạc kẻ thua tiền, tiếng reo hò vui cười chọc ghẹo hòa cùng với tiếng xoăn xoẵn của những con xúc sắc đổ trong tô sứ, tiếng pháo lẻ nổ đì đùng ngoài sân. Từ lũ con nít chúng tôi làm không khí mùng một Tết thêm hào hứng. Sau phần chúc Tết ông bà nội, các gia đình lần lượt kéo nhau đến đạp đất từng nhà một, nhà bác trước rồi đến nhà các cô chú, lặp lại màn chúc Tết nhau rồi ăn uống và lì xì cho con nít. Truyền thống này vẫn tiếp nối dù sau này chỉ còn có bà nội, vẫn trang trọng và ấm cúng dù mức độ nhỏ hơn. Vì số con cháu thưa dần với các anh chị con bác và cô chú, vì sinh kế, lập gia đình và đi học nơi xa nên khó về. Đó là những năm tháng thanh bình tại Huế, nơi tôi được nuôi dưỡng, lớn lên và đến trường trước cuộc cách mạng tháng 11 năm 1963. Tiếp theo là những năm của phong trào sinh viên Phật giáo tranh đấu bạo động, những chỉnh lý chính trị ở Trung ương, sự hiện diện của quân đội Mỹ đưa đến những biến động trong quần chúng và dấu hiệu leo thang dần của chiến cuộc. Nhất là vào năm cuối của tôi ở trung học và năm đầu tiên ở đại học. Tuy nhiên, do ở thành thị, đa số học sinh, sinh viên như chúng tôi vẫn thờ ơ hưởng thụ, vẫn ngây thơ với sách vở, chưa hề có khái niệm chín chắn về cuộc chiến. Dù có theo dõi tin tức chiến sự, dù nhìn thấy lính tráng xe tăng máy bay, hay có anh chị như trường hợp nhà tôi với anh đầu tôi là một bác sĩ, và anh rể đầu tôi cũng là một dược sĩ, đều trưng tập, hoặc có bà con mình ở trong quân đội, và thỉnh thoảng nghe tin người quen này tử trận, người bà con nọ bị thương. Chúng tôi vẫn nghĩ cuộc chiến xa lạ này không phải của mình, và đang xảy ra ở miền quê hay núi rừng xa xôi, hay tại những địa danh hẻo lánh, cho đến Tết Mậu Thân 1968. Đúng vậy, có ai ngờ quân Cộng sản đã mưu mô xé lệnh hô chiến, đem chiến tranh đến tận các thành phố trong những ngày thiêng liêng của đất nước trong Tết năm 1968. Bao nhiêu người đã sống, lo âu, sợ hãi khi nhìn thấy chiến tranh với bom đạn và chết chóc đến ngay tận làng xóm mình, ngay tận nơi nhà mình. Đã nhìn thấy cảnh đổ nát kinh hoàng của thành phố, đã bị kẹt giữa hai làn đạn, đã chứng kiến sự dã man tàn ác của phe gọi là giải phóng. Có bao nhiêu người là chứng nhân cho sự thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế, khi người thân trong gia đình, người quen trong khu phố bị giết chết, bị bịt mắt đem đi thủ tiêu, bị tra khảo, đập vào đầu trước khi bị xô xuống khe suối, hay bị cột chùm chôn sống với hai tay bó chặt đằng sau lưng bằng dây điện thoại. Ở đâu ra những hố chôn tập thể tại trường Gia Hội, Gò Cát, Bãi Dâu, Tây Lộc, Phú Thứ, Đá Mài, và biết bao ngàn người đã ai oán, khóc trong căm hờn và đã chích khăn tang. Biến cố Tết Mậu Thân 1968 xảy ra khi tôi đang học giữa năm thứ nhất trường Y khoa Huế. Vào đêm 30, gia đình ba người mang tôi, chị tôi và tôi đang ở trong căn phòng lớn trên lầu 3 của trường Đồng Khánh. Có cửa sổ lớn phía sau nhìn về Lao Thừa Phủ ở sau lưng tòa hành chánh tỉnh.
Đêm ấy, chúng tôi thức khuya chuẩn bị các món Tết cho ngày mùng 1. Vào giao thừa, tiếng nổ xa xa của pháo Tết nghe hơi khác thường và càng lúc càng dồn dập, chen với những tiếng nổ lớn hơn. Vài giờ sau, tôi nghe tiếng chân người chạy thình thịch trên thang gỗ bên ngoài phòng, rồi hàng loạt tiếng súng nổ chan chát cùng với tiếng súng bắn trả từ lao thừa phủ trúng vào tường và cửa sổ căn phòng chúng tôi, khiến tiếng dội nghe rơi rạng và mảnh gỗ văng tung tóe. Chúng tôi nằm yên trên sàn nhà với bộ ván dày tránh gây tiếng động, đọc kinh cầu nguyện. Qua ngày hôm sau, khi tiếng súng lắng dịu, tôi rón rén bò đến cửa sổ phía trước nhìn xuống sân trường Đồng Khánh. Cả trăm lính Việt Cộng với nón cối và quân phục màu xanh lục đang đóng quân đào hầm đặt súng lớn trên bãi cỏ hay dưới các gốc cây phượng. Biết không thể làm gì hơn, gia đình tôi đành mở cửa đi xuống lầu, mang theo chút áo quần và thức ăn Tết như bánh tét, và đến tạm trú trong phòng học cùng với những gia đình quen thuộc khác trong trường, và sau đó những gia đình dân từ bến ngự hoặc ga chạy đến. Tôi nhận thấy đơn vị cộng sản đóng ngay đây có lẽ là quân chính quy, với đa số lính nói giọng Quảng Bình, nhiều toán đi đi về về, cán theo hàng loạt đồng đội tử thương và bị thương. Có lẽ trường Đồng Khánh nằm giữa mặt trận, nên tiếng súng nhỏ lớn nghe liên tục, có khi từ hướng bờ sông Hương, khi thì từ hướng đường lê lại của tòa hành chính tỉnh. Các khẩu súng phòng không thường xuyên bắn nổ rền trời, nhắm vào những chiếc trực thăng bay trên cao. Mức độ trận chiến có vẻ dữ dội trong suốt gần cả 10 ngày. Cho đến sau một đêm, bỗng dưng hoàn toàn yên tĩnh. Sáng hôm sau, khuôn viên trường Đồng Khánh hoàn toàn vắng lặng. Không một hình bóng của người lính cộng sản. Họ đã lặng lẽ trút đi trong đêm. Đến trưa, toán lính thủy quân lục chiến Mỹ tiến dần về phía chúng tôi, giải tỏa hoàn toàn trường Đồng Khánh và hướng dẫn tất cả mọi người di tản về hướng an toàn. Liền sau đó, nhóm chúng tôi gồm chừng 40-50 người im lặng dắt nhau bước đi thật vội trên đường Lê Lợi, hướng về trường Kiểu Mẫu. Dưới bầu trời xám xịt có mưa phùn, cũng con đường hàng ngày tôi thường qua lại bao nhiêu lần, nay trông thật điêu tàn và xa lạ. Im lặng một cách trùng rợn và phảng phất mùi tử khí. Bên kia sông Hương và cột cờ, khung cảnh vẫn mờ dại trong mây mù. Chiến tranh đang thực sự ở trước mắt và xung quanh tôi, với hiện trường y như trong cảnh phim. Lá cây và cành cây gãy tràn ngập lối đi. Đây đó những cột đèn và thân cây nằm nghiêng ngửa, như muốn che đậy những xác chết. Quân có, dân có, ta có, địch có. Có những xác nằm ngay trên mặt đường, bên lề đường. Có những xác nằm sấp hay cong queo trong các hầm cá nhân dưới các gốc cây, nhất là ở gần phía bờ sông. Rải rác đây đó là xác xe Jeep, xe cứu thương, dân sự và các xe Honda. Lộ chỗ vết đạn với xác người bên cạnh. Nhiều biệt thự to lớn trên con đường bị đổ nát, hư hại nặng. Khi đến gần khu Morin, tôi lặng người nhìn thấy chiếc cầu Trường Tiền bị gãy một nhịp. Và tôi thấy chiếc cầu gãy nhịp trong tiếng bom khói lửa chiến trường, dòng sông yêu, dòng sông máu đỏ, áo em màu trắng, áo tang thương. Sau vài ngày tạm trú ở trường Kiểu Mẫu, khi biết tin gia đình người yêu tôi đang lánh nạn tại dòng Chúa Cứu Thế, tôi tức tốc tìm đến thăm dù đường đi còn vắng hoe, nguy hiểm với dấu tích tàn phá và chết chóc hai bên đường. Chỉ để kịp nhìn gặp nàng vài 3 phút, thăm hỏi đôi 3 câu trước khi nàng vội vã quay vào với gia đình. Hình ảnh xanh gầy của nàng với đầu tóc ngắn, thân thuộc, trong một buổi sáng đầy gió lạnh và mây xám trên trời, mãi mãi ám ảnh tôi từ dạo đó. Nàng là một cô bé nhỏ nhắn, mặc áo đầm vàng đi dạo cùng mẹ và các em trong công viên trước trường Đồng Khánh, mà tôi đã tình cờ nhìn thấy trong một chiều óng ánh đầy nắng vàng vào cuối hè 1967. Vài ngày sau tại nhà tôi,
Tim tôi đập lỗi nhịp đầy thích thú khi bất ngờ gặp chính cô bé đó đem bánh của mẹ làm đến biếu bà vú. Tiếng nàng gọi măng tôi, vì măng tôi là vú đỡ đầu cho mẹ nàng khi ba mẹ nàng làm đám cưới. Đây cũng là nhân vật trong bức ảnh gia đình, một món quà tặng của mẹ nàng cho măng tôi từ bao năm trước, được treo trên tường gần bàn học của tôi. Mỗi khi nhìn đến, tôi thường liên tưởng rằng có ngày tôi sẽ được nàng. Như một ám ảnh, một ước mơ thầm kín, một nguyện cầu vu vơ, dù bây giờ nàng chỉ là một cô bé tuổi 13, đang học lớp đệ ngũ trường Đồng Khánh. Do sự quen biết giữa hai gia đình, thỉnh thoảng tôi đến thăm nàng tại nhà, làm quen với gia đình và chơi đùa với các em nàng. Ngoài sân trước, trong phòng khách hay dưới nhà bếp, nhờ đó tôi có dịp nhìn thấy nét đoan trang và sự chu đáo của nàng khi phụ giúp mẹ săn sóc các em. Có một lần ngồi dựa lưng trên thành cửa sổ nhỏ phòng nàng, tôi hát bài Mưa Hồng vì tôi thích câu cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Do xúc động giọng của tôi xuống thấp, không hát tiếp được, nàng im lặng không dám cười, nhưng tôi can đảm xin hát lại lần thứ hai. Khi một phần nhỏ của Hữu Ngạn Huế vừa được giải tỏa và bệnh viện Huế vẫn còn bỏ trống, cùng với vài đoàn trong y khoa, chúng tôi tình nguyện phụ giúp ngày đêm một bác sĩ giải phẫu người Mỹ đến từ Đà Nẵng được trực thăng chở thẳng đến bệnh viện. Đó là thời gian tôi đã nhìn thấy, tiếp thu, học hỏi nhiều nhất khi trực tiếp làm việc dưới sự điều động của y sĩ Thiếu tá Thomas Harrow cùng với các đàn anh, từ cách nhận bệnh nhân cả quân sự lẫn dân sự với các vết thương chiến tranh, săn sóc họ, truyền nước biển trước khi khiêng họ vào phòng mổ, đưa lên bàn mổ rồi khiêng về giường bệnh. Sau mỗi ca giải phẫu hoàn tất, giúp rửa sạch các vết thương trước khi băng bó, theo dõi tình trạng hậu giải phẫu, lau chùi phòng mổ, lau chùi và hấp dọn các dụng cụ giải phẫu, phụ đưa dụng cụ trong phòng mổ. Toán 7-8 người chúng tôi ngủ ngay sát bên phòng giải phẫu, kể luôn cả một chị y tá chuyên đánh thuốc mê, tự nguyện làm tất cả những công việc cần thiết, từ y công cho đến y tá, cùng chia nhau tâm trạng vui buồn theo diễn tiến tốt hay xấu của các bệnh nhân và chia nhau phần lương khô si ration. Bẵng đi cũng vài ba tuần hăng say phụ giúp trong bệnh viện, tôi không đến nhà cô bé, dù lòng luôn hướng về nàng. Mãi cho đến khi tình hình an ninh Huế tốt dần, bây giờ tôi mới đến thăm nàng được vài lần, kể vội cho nàng nghe một vài câu chuyện trong phòng mổ, những điều tôi học hỏi được, hay một vài cảnh khổ của người dân bị thương tật. Bao giờ nàng cũng chỉ im lặng ngồi nghe, hiếm khi có thêm ý kiến trong câu chuyện. Vào cuối mùa xuân năm 1968, đến ngày kề cận phải rời Huế vào Sài Gòn học tiếp nửa năm còn lại, tôi lấy hết can đảm viết cho nàng một lá thư không viết nháp, không soạn thảo, không nắn nót, không trau chuốt. Nghĩ sao viết vậy? Đó là lá thư tình đầu đời và duy nhất của tôi. Ngang tàng, mang tính cách hài hước, nhưng rất chân thật, không có giọng chiều lụy, văn sinh tình cảm. Dĩ nhiên thư tôi không được hồi âm. Trong suốt mùa hè năm 1968, sau khi từ Sài Gòn trở về Huế để tham dự chương trình huấn luyện quân sự học đường, tôi tiếp tục đến thăm và đưa nàng những đoạn văn, không phải thư tình mà những bài viết của tôi bày tỏ quan điểm yêu quê hương đất nước, mang tính chất hào hùng của người trai, hoặc những bản dịch ra tiếng Việt từ những bài hay trong cuốn Le Grand Cours, mà hầu như tôi học nằm lòng khi học trung học chương trình Pháp. Tuy về sau, tôi biết có bản dịch tiếng Việt là những tâm hồn cao thượng. Tôi vẫn không nghĩ mình đã phí công khi những bản dịch thuật của mình gián tiếp chứng minh tính cương trực và lòng chân thành của tôi. Nhưng ở nàng vẫn là một sự im lặng đáng sợ. Sau hè 1968,
Tôi lại rời Huế vào Sài Gòn học tiếp năm thứ hai y khoa. Vài ngày trước Tết năm 1969, từ Sài Gòn về Huế thăm nhà, mang tôi cho biết gia đình nàng sẽ rời Huế trong vài ngày sau Tết vì ba nàng nhận nhiệm sở mới ở Nha Trang. Tôi suy nghĩ và quyết định không đến thăm, nói lời tạm biệt với nàng dù ngậm ngùi cảm giác cuộc tình đang xa dần. Tôi quyết định chờ đợi cho mình chín chắn hơn, cho một thời cơ thuận tiện tốt đẹp, hay để cho nàng lớn thêm hơn vài tuổi. Những năm sau, biến cố mậu thân, chiến tranh leo thang dần, biết bao đồng môn, người thân quen nhận giấy tờ trình diện nhập ngũ, lớp học vắng dần những khuôn mặt quen thuộc sau mỗi lần tựu trường, truyền hình, tin tức, báo chí, nhắc đến những trận đánh, càng ngày càng khốc liệt. Tên của những trận đánh như Ben Hết, Khe Sanh, Đắc Tô, Pleimer, Đức Cơ, Đồng Xoài, dần dần đi vào lòng dân. Chị thứ năm Mai Tâm của tôi bỏ học dù đang là sinh viên năm cuối của phân khoa CTKD của Đại học Đà Lạt và quyết định lấy chồng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 biệt động quân khi tiểu đoàn đến giải tỏa thị xã Đà Lạt trong vụ Cộng sản tấn công vào Tết Mậu Thân. Lần chị đem người yêu về trình diễn gia đình, tôi thích anh liền. Không những vì anh cao ráo và điển trai, mà anh trông rất điềm đạm và thật hào hùng trong bộ đồ rằn ri. Có lẽ cũng từ đó, tôi có suy nghĩ nếu muốn lấy cảm tình một người đẹp, chắc tôi phải tạo cho mình một hình ảnh sắt đá oai hùng của một chàng trai đúng nghĩa của thời chiến. Đúng với hình ảnh, em là gái trong khung cửa, anh là mây bốn phương trời. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời quý vị bà con mình nghe tiếp tập thứ hai.